Mình quen Hiền Anh trong một buổi đi thiền ở Tam Chúc. Và trong cái buổi thiền đấy thì mình được nghe Hiền Anh hát và cảm thấy rất là choáng ngợp về cái năng lượng của bạn ấy và giọng ca của bạn ấy. Thì trong thời gian đó thì mình cũng đang muốn tìm một cái sở thích để mình có thể sống chậm lại ấy. Thế xong rồi mình có hỏi Hiền Anh là có dạy hát hay không. Sau đó tham gia hát với Hiền Anh là cũng nửa năm nay rồi. Thực ra thì khóa học thì chưa xong, mình cũng vẫn muốn tiếp tục đồng hành với Hiền Anh trong suốt thời gian tiếp theo. Và trong quá trình học ấy thì mình được, tại vì thứ nhất là mình rất là thích hát, nhưng mà mình cảm thấy là hơi mình không được khỏe và mình cũng không biết lấy hơi. Khi mà biết đến Hiền Anh và được anh hướng dẫn ấy, thì mình đã biết lấy hơi tốt hơn này và giữ được hơi lâu hơn đấy, và cảm thấy hát nó du dương hơn. Sau khi học một thời gian thì thấy là khi mình nói mình nhấn giá nó cũng có trọng tâm hơn và có vẻ là hay hơn. Học hát thì trong việc kinh doanh thứ nhất là mình áp dụng trong cuộc sống. Mình đi học hát về mình hát những bài hát mà nó mềm mại hơn ấy, thì mình cảm thấy là con cái gần gũi hơn, mình hay hát cho con nghe. Sau đấy thì khi mà mình đi học hát rồi thì cũng nó nữ tính hơn ngày xưa, thì bạn bè mình đánh giá khen rất là tích cực. Nên là ai cũng bảo chị Hương thay đổi, đấy, mềm mại hơn, phụ nữ hơn. Tức là học hát thì cũng không chỉ học hát, mình cũng thiền ở trong ca nhạc, đúng không? Trong âm nhạc. Thì khi mà học hát này, học lấy hơi này, học tĩnh này, thì cũng giúp mình là khi nói chuyện với đối tác, với các bạn bè đồng nghiệp ấy, thì mình cũng nói chậm lại và biết cách lắng nghe họ hơn. Tìm cách hiểu hiểu họ hơn, và khi mà giao tiếp hai bên ấy, nó sẽ được hai chiều hơn.